Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Thuộc Hay mỗi ngày sẽ cho các bạn biết được những công dụng của cây trầu không. Đó, những công dụng của cây trầu không. Và đây là cái cây, cái ngọn của nó các bạn. Đó, đây cái ngọn của nó. Đó, cái lá của nó đây các bạn. Lá của nó này. Đó, các bạn nhìn cho kỹ cái lá của nó này. Đó, và nhà mình là có một vạt thế này các bạn. Đó, nó leo treo như thế này đây. Nó có thể leo treo như thế này được bạn. Đó, nó leo treo đó. Nó bò lên tường, lên cây luôn rồi. Nó leo treo như vậy đấy. Đó, ở đây, nó bò khắp nơi luôn rồi bạn. Đó, nó bò khắp nơi vậy đó. Đó, và hôm nay mình sẽ cho các bạn biết được cái 36 công dụng luôn. Và nó sẽ nó 36 công dụng luôn các bạn. Đó, công dụng thứ nhất là nó chữa đau khớp. Chữa đau khớp. Công dụng thứ hai là nó giúp mình chữa lành được các vết thương, nó giãn áp bôi lên vết thương các bạn ấy. Rồi cái thứ ba là trị chứng khó tiêu. Trị chứng khó tiêu này đó, các bạn có thể nhai nhai sống nó. Đó. Giảm cân. Đó, nó giúp các bạn giảm cân. Rồi trị hơi thở hôi. Ai bị hôi miệng, hơi thở hôi là nó có thể giúp mà các bạn trị hôi. Rồi điều trị rối loạn cương dương ở nam. Đó, rối loạn cương dương ở nam các bạn. Nó ra máu á, các bạn có khả năng làm giãn cái mạch máu và chống chữa đau họng. Rồi chữa bệnh trĩ. Nó chữa bệnh trĩ nữa các bạn ạ. Rồi chữa bệnh phụ khoa. Đó, một số bệnh phụ khoa thì họ chỉ cần đổ nước lên và họ rửa thôi. Rồi làm giảm đau. Đó, làm giảm đau đó. Rồi làm giảm đau thì các bạn chỉ việc chắt lại nước và thoa lên vết thương thôi. Rồi chữa táo bón. Tăng cảm giác đói. Ai nhạt ăn là có thể giúp bạn tăng được cái cảm giác đói. Rồi trì ho rát hồng. Chữa viêm phế quản, trong thuộc viêm phế quản có cái vị này. Rồi trì nấm. Trì nấm là các bạn có thể lấy cái lá này giã nát và xóa lên vết thương các bạn. Rồi bị bỏng do nước sôi. Rồi trì cảm lạnh. Chữa đau đầu. Chữa viêm da cơ địa. Rồi chữa nước ăn chân. Đó, chữa trì cảm. Trì mụn nhọt. Đó, chữa tiểu rắt. Đó, tiểu rắt ở trẻ là cũng chữa được cái này các bạn ạ. Rồi nó chữa viêm răng chảy máu. Đó, viêm răng chảy máu các bạn có thể nhai sống nó hàng ngày đó. Các bạn nhả hoặc ngậm lắm. Rồi chữa bong gân. Bong gân sản phẩm các bạn có thể đắp lên vết thương mà để 2-3 ngày các bạn sẽ khỏi. Rồi chữa vết thương bị bỏng, các bạn đắp lên vết thương. Rồi trị say nắng. Say nắng giả nó ra và các bạn lấy nước uống. Rồi giảm đau do đầy hơi. Rồi chống lành. Trị nấc cụt ở trẻ. Phong thấp. Đó, chỉ phong thấp nữa, phong thấp chân là các bạn trị ăn hết các bạn. Rồi chỉ các bệnh ngoài da như hắc lào lở lẹ đó. Đó, trong các cái nước sát khuẩn giúp trị nấm trị da nó có cái này. Rồi chống thông tia sữa, ai bị tắc sữa cái này cũng có thể chống thông tia sữa các bạn ạ. Đang cho tính cho con bị bú nó có thể sử dụng các bài thuốc dân gian này. Rồi trị viêm họng, các bạn giả nát ra lấy nước uống ngâm về mật ong, ngâm về mật ong ạ, là cũng nó cũng có thể hết. Rồi điều trị suy nhược thần kinh. Suy nhược thần kinh, trong thuộc thần kinh nó có cái này. Mình có đọc thuộc thần kinh của mẹ mình và trong cái bài thuộc thần kinh là nó có cái vị trầu không thế này. Rồi cái cuối cùng nó trị hôi nách. Ai bị hôi nách là nó có thể trị cái này bằng cách là các bạn giã nát và lấy cái nước đó bôi lên vùng đó. Và kiên trì như vậy thì các bạn 2-3 tuần các bạn sẽ khỏi. Và trên đây là mình đã cung cấp cho các bạn 36 công dụng của cái lá trầu không như thế này. Đấy, giúp các bạn cải thiện được cuộc sống hàng ngày của mình. Đó, nếu các bạn thấy hay thì hãy bấm đăng ký video của mình và ủng hộ mình để mình có động lực làm những video tiếp theo, chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn, chia sẻ những cái những người nào mà chưa biết cái lá trầu không như thế này. Đó, và công dụng của nó thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn đây là. Và xin chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc hiệu quả.
chúc các bạn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bye bye, xin chào tạm biệt.